Thì theo đúng nguyên tắc là chúng ta cứ phải sử dụng cái ống hút này này. Để ta hút những cái bình hôm nay nó miệng hơi nhỏ, chúng ta sẽ đổ trực tiếp nhé. Đổ khéo nhé, không để đổ một lần là hết đấy. Không cần nhiều như thế này nhiều. Ai bảo giỏi không thua được. Tập tám rồi đấy, cách sử dụng là như vậy, chào các bạn cứ làm như vậy là ra kết quả. Còn bây giờ hướng dẫn sang cái máy này. À, sửa sang